Sau đây cô sẽ hướng dẫn gam La Thứ giai điệu. Ở gam này có nốt pha thăng và son thăng, ngón tay thì giống gam La Thứ tự nhiên. Cùng quan sát cô chơi nhé. Ở gam này chúng ta chú ý một chút là pha thăng và son thăng chỉ có ở chiều đi lên và chiều đi về thì chúng ta sẽ chơi giống gam La Thứ tự nhiên. Giai điệu đối với tay trái như sau.